Đây cuối tuần tụi mình dẫn Max đi chơi cái này, bạn gọi là giống như cái nhà để mà nhảy nhúng hoặc là bao sao. Mọi này nó khổng lồ, có nguyên khu luôn. Mình thấp con quay em thấy, bạn thấy nó bự lắm. Này sẽ vô đây chơi. Let's go Max. Giờ đi find entrance. Go ahead, nay đi chung với gia đình chị mình á. Go go go. Max say hi đi. Hi. Họ đi, let's go đi đi. Đâu quay. Let's go. Dòng sẽ vui bởi đầu xe cũng đóng này mình ở cái mall các bạn. Katy Mills, cái mall Katy Mills. Ngay trong bãi đầu xe bự lắm. Người ta xây cái nhà này. Ảnh tưởng nó ở trong nhà. Anh sợ nóng lắm, chung trời cũng mát không nóng lắm. Anh tưởng trong nhà, vậy nó ngoài trời. Trời ơi, coi xếp hàng kìa. Không thấy được gì không? Nay mình lại quay bằng điện thoại. Trời ơi, đông quá. Không biết ta đang làm gì á, chơi trò chơi gì sao? Đây nhìn thấy rõ hơn nè. Yeah, you see my sister? No. They were like 2 minutes ahead of us. Yeah. Rồi gặp được và anh chị của mình rồi. Anh Nam mê Mai lắm, các bạn đòi anh Mai ẩm. Còn Max đây, anh Phong ẩm đây. Go right here. Mình xếp hàng này chắc cũng phải 15 phút mới tới. Max bị té rồi bà cô chú ơi, chạy ngoài bãi đậu xe té chạy chân rồi. Mình mới vô được cổng mà đông quá. Mình mua online thì không có phần phải xếp hàng nhiều, dùng mua online thì mình lại check-in ngay cửa luôn. Còn hồi mọi người chưa mua vé thì phải đứng đợi xếp hàng. Wow, rộng quá. Yeah, cởi giày ra con, cởi giày ra mang vớ vô chơi các bạn. Vui quá các bạn ơi, chơi chỗ này vui quá, nó rộng nổi. Anh Mai cứ sợ mắt nó bị thương, bị người ta đè chúng đuổi theo. Trời, coi nguyên cái nhà nè các bạn, coi đã lắm. Yeah, bự lắm kìa. Mình đứng mà nó cứ bắp bên nhúng. Coi cái này vui ghê. Nó đang khuyến mãi, có 11 đồng một vé thôi. Go Jump Max ơi. Jump Max ơi. Hai mami đi, hai mami nè. Jump Ok. Anh chưa muốn đi theo mấy đứa cháu của mình thôi. Tìm mấy anh mấy chị đi. Xếp hàng nữa rồi, chỗ này phải xếp hàng. I said to get in line. Ảnh khoái quá, tại mình cũng thích cái này quá, vui quá. Jump Go Max go. Mai Max run. Chơi này vui á, vui quá. Chớm mà này phải ăn xong, ăn ít nhất nửa tiếng trước các bạn. Vô này chơi dặn họ sợ con nói. Slow down Max, slow down. He's having fun. Yeah, let's go. Trời ơi, có leo lên. This is like a mountain. Daddy, go with him, Daddy. I'll record you. Có bảo vệ đứng coi nữa. Cho anh Phong giúp em leo. Vui quá các bạn, chơi này vui ghê. Rồi Daddy lên giúp rồi. Daddy say hi nè. Daddy. Hi. Hi Max. Nam phải lên chung với con, không để con đi mình được. Con nhỏ quá. Cheese! Cheese Max! Rồi mình đang trên cao mình quay xuống với bạn coi nè. Chỗ này nó rộng nè. Chỗ bên kia nữa. Sung lắm, quậy, quậy. I see you, Max. Max, hai mẹ đi. Hi. I see you. Ở nhà anh than mệt các bạn, chiều giờ tụi mình cho chơi lắm á, kêu mệt rồi. Giờ tới đây vẫn còn sung. Anna hả? Thích đi theo mấy anh mấy chị thôi à. Anna đi pha, Anna đi. Let's go pha Anna. Trời ơi, đông vui quá. Where's Anna? He can't climb up any higher, sweetie. Hey, hey, over here, Max. Yeah. Oh, be careful. Yay! Over here, Max. You didn't even look at me. Right here. Woo! Oh, be careful, buddy. Mấy bạn chơi xả Max lại dọn nè mà cô chú. Tội chưa? Mấy bạn xả con dọn hả? No, giữ. Ảnh muốn màu nào ra màu đó. Ảnh không muốn màu nào ra màu đó. Lộn quá giới không tới, cái này cao quá con chơi không được, phải ẩm lên mới được. Cái này cao quá con giới không tới hả? You do it? Mommy help! Mommy help! Mommy help, this one nha. This one nha, Max. Uh-oh. Rồi, Max sụm lên phụ chị đi. Play together, Max làm phụ chị đi. Good job, Max. Chơi đi, con chơi với chị đi, bỏ vô được không? Mommy help, mommy help,